Trước hết thì tôi xin gửi lời chào đến quý cha, quý thầy, quý sơ và tất cả quý vị các bạn ngày hôm nay. Tôi rất là hạnh và vui mừng có dịp đến với giáo sư Kenneth Thánh Đạo ngày hôm nay trong một dịp rất là đặc biệt kỷ niệm 40 năm của giáo xứ, cho nên trước hết cũng xin gửi lời chúc mừng đến mọi người có được một ngày kỷ niệm thật vui và chúc mọi người luôn luôn lúc nào cũng được tràn đầy hào hứng Thiên Chúa. Xin cảm ơn quý vị. Xin mời quý vị. Phản ánh cái màn mở màn của các cha nhạc rất là xúc động, và các cha mở màn quá hay nên tôi hát sau các cha còn hơi run. Hát hết một bài mình còn hơi run. Nhưng thực sự rất là vui đến với các cha Cát Sơn và tất cả quý vị ngày hôm nay. Vì thực sự đi hát ở ngoài rất là nhiều, nhưng mà hát trong nhà thờ thì hiếm hoi đúng quý vị, cho nên là những chương trình này thực sự là hiếm hoi và thật quý báu. Nên tôi rất là trân trọng và hy vọng là quý vị có một đêm nghe nhạc thật hay, những bài thánh ca cũng như là